Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng và phát huy giá trị của thương hiệu Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các địa phương đến từng doanh nghiệp và mỗi cá nhân. Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam với biểu trưng là Việt Nam Velour, giá trị Việt Nam, được thực hiện nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, tạo uy tín vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2015 là thời gian sôi động của các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA và chuẩn bị thực thi Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC. Vì vậy, việc xây dựng chương trình quốc gia nhằm tăng cường nhận thức và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, bảo vệ quảng bá và phát triển thương hiệu là việc làm cấp bách nhằm xây dựng và định hướng bản sắc dân tộc trong nhận thức của cộng đồng thế giới thông qua các thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ uy tín. Chương trình thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất của chính phủ Việt Nam thực hiện từ năm 2003. Nó không phải là một giải thưởng, mà nó là một quá trình hợp tác đồng hành giữa chính phủ và doanh nghiệp đi theo những cái mục tiêu, theo đuổi những cái giá trị chung mà quốc gia đang hướng tới, đấy là chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Các doanh nghiệp tham gia vào chương trình khi mà đã được nhà nước công nhận là doanh nghiệp thương hiệu quốc gia, nghĩa là anh đã đạt được một cái tiêu chí nhất định để bước vào một cái giai đoạn mới trong cái sự phát triển của doanh nghiệp mình. Trong bối cảnh Việt Nam mở cửa thị trường để hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới, các thương hiệu nước giải khát lớn của nước ngoài tràn ngập thị trường Việt Nam, tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, nhà máy nước khoáng Thạch Bích đã vượt qua 1.000 hồ sơ ứng cử thương hiệu để là một trong 63 thương hiệu được Bộ Công Thương công nhận là thương hiệu quốc gia năm 2014. Hiện nay, nhà máy đang triển khai thông điệp tự hào thương hiệu quốc gia với nhiều hình thức, như là ghi trên bao bì sản phẩm, các bảng hiệu đều in biểu trưng Việt Nam Velour của chương trình, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, qua đó góp phần xây dựng và quảng bá mạnh hình ảnh thương hiệu quốc gia. Cái chương trình này là một cái chương trình mà tôi cho rằng đây cũng là một cái điểm rất lợi ích, rất lợi thế cho các cái doanh nghiệp nội địa cạnh tranh được với các cái doanh nghiệp nước ngoài, và đặc biệt nhất sắp tới ở trong cái hội nhập. Chúng tôi cũng đang mong muốn rằng là gì? Cái sân chơi này phải được cắt cắn, được truyền thông một cách mạnh mẽ hơn. Và để làm sao cái doanh nghiệp nội địa và cái người tiêu dùng của Việt Nam hiểu thấu rõ và gần gũi với nhau nhiều hơn, thì chắc chắn đây là một cái khía cạnh rất là lớn, rất là quan trọng để cái doanh nghiệp nội có thể cạnh tranh được. Tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được việc xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước so với hàng hóa nhập khẩu. Với công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu. Đơn vị này đã đầu tư hệ thống dây chuyền hiện đại, khép kín và kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng. Hiện nay, công ty là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại khu vực Đông Nam Á, sản xuất thành công dòng lốp ô tô siêu tải nặng, phục vụ cho các ngành khai thác mỏ và cảng biển. Các sản phẩm xăm lốp đang được tiêu thụ tại 63 tỉnh thành trong cả nước và được xuất khẩu sang hơn 30 nước trên thế giới. Để chuẩn bị cho sự hội nhập này thì chúng tôi nhận thức rằng là khi Việt Nam đã hội nhập với quốc tế và đặc biệt là cộng đồng ASEAN thì khi đó là chúng ta phải chịu sự áp lực cạnh tranh rất là nhiều. Vì vậy mà chúng tôi xác định khi đó thị trường không phải là thị trường Việt Nam nữa mà thị trường toàn cầu. Và để chuẩn bị cho việc này thì chúng tôi đã xuất khẩu, hiện nay sản phẩm chúng tôi đã định vị trên 33 nước. Đấy là một trong những cái sự chuẩn bị cho vấn đề hội nhập. Nhằm khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp về chương trình thương hiệu quốc gia, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong bối cảnh hội nhập. Tại hội thảo vai trò thương hiệu quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức, đã tập trung giới thiệu về chương trình thương hiệu quốc gia, các nội dung hỗ trợ của chương trình cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực và các doanh nghiệp đến năm 2020, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu của các nước phát triển, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trong cái bối cảnh chúng ta đang hội nhập rất là mạnh mẽ, sâu rộng vào kinh tế thế giới và khu vực, cái ý nghĩa của buổi hội thảo hôm nay chúng tôi cố gắng là mang đến những cái thông tin cập nhật nhất về chương trình thương hiệu quốc gia của chúng ta, cũng như là các cái thông tin về thương hiệu quốc gia ở các nước xung quanh và trên thế giới, để chúng ta có một cái sự so sánh, để xem chúng ta đang ở đâu và chúng ta cần phải làm những gì để có thể bắt kịp được với khu vực. Thông qua hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp đã tiếp thu những kinh nghiệm, kiến thức trong việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp nói riêng và thương hiệu quốc gia nói chung.
Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Có thể nói, chương trình thương hiệu quốc gia đã cung cấp những thông tin cập nhật nhất, giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của mình để vững vàng trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.